Nơi là Incantation, tác phẩm kinh dị thành công nhất lịch sử Đài Loan, tới mức làm Netflix quyết định mua bản quyền để phát hành toàn cầu. Incantation đã có dịp tung hoành ngang dọc mạng xã hội Việt Nam với hàng loạt bài giới thiệu, đánh giá và nhất là giải thích trong những tuần gần đây. Giống The Medium, thành công mới nhất ở thể loại kinh dị của Thái Lan và Hàn Quốc, Incantation cũng áp dụng lối quay giả tài liệu, xen lẫn fan footage để thuật lại câu chuyện giận gáy mang nặng yếu tố tâm linh, vốn là đặc trưng của châu Á. Việc Incantation được lấy cảm hứng ít nhiều từ chuyện có thật, càng làm cho người xem thêm tò mò. Thế nhưng lần này, thứ giúp Incantation ghi điểm trong lòng khán giả Việt là những sự tương đồng văn hóa giữa Đài Loan và Việt Nam. Phim đưa người xem đến một ngôi làng biệt lập trên núi cao, không khác với những thị trấn trên vùng cao của Việt Nam là bao, để tham gia vào hàng loạt phong tục kỳ bí. Sau đó, nó đưa chúng ta đến một ngôi chùa thờ thần nhằm cầu cứu. Câu chuyện đan xen nhiều dòng thời gian của Incantation gieo rắc nhiều câu hỏi ám ảnh vào đầu khán giả. Trong đó có hai câu hỏi lớn nhất là câu chuyện đằng sau đại hắc Phật mẫu, phản diện chính của phim là gì? Và đâu mới là kế hoạch thực sự của Lý Nhược Nam? Sau khi dành nhiều giờ mày mò nghiên cứu, mình đã đi đến lời giải phù hợp nhất cho chúng, lẫn hàng loạt chi tiết ẩn giấu đầy ý đồ khác. Và ngày hôm nay, mình rất nóng lòng để chia sẻ tất cả với các bạn. Nếu đã xem Incantation rồi, thì hãy tua đến mốc thời gian này. Còn nếu bạn chưa xem, thì sau đây là những sự kiện chính của phim. Incantation theo nữ chính Lý Nhược Nam. Đầu phim, Nhược Nam đang chuẩn bị để đón con gái Đóa Đóa về nhà, sau 6 năm bị tước quyền nuôi con do gặp vấn đề về tâm lý. Cô sắm máy quay ghi lại toàn bộ quá trình, coi như là đang bắt đầu một chương mới. Thế nhưng, sự có mặt của Đóa Đóa lại đi kèm thêm nhiều hiện tượng mà không ai lý giải được, buộc Nhược Nam phải tìm mọi cách để giải cứu con mình. Đáng buồn là tất cả các biện pháp mà Nhược Nam áp dụng đều thất bại trước sức mạnh to lớn của Đại Hắc Phật Mẫu, linh hồn quỷ dữ đeo bám Đóa Đóa. Đến cuối phim, vì không còn cách nào khác, nên Nhược Nam buộc phải hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự tự do cho Đóa Đóa. Xong, nếu chỉ dừng lại ở đây thì Incantation đã không dấy lên nhiều câu hỏi như vậy. Chủ đề đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ là Đại Hắc Phật Mẫu. Đây là thế lực hắc ám cổ xưa, với quyền lực bao trùm toàn bộ câu chuyện Incantation. Trong phim, Đại Hắc Phật Mẫu xuất hiện tại Trần Gia Trang, quê nhà của A Đông. Anh là bạn trai cũ của Lý Nhược Nam, cũng là bố của Đóa Đóa. Theo lời giải thích của vị Đại Hòa Thượng từ Vân Nam, Đại Hắc Phật Mẫu từng được thờ phụng bởi các giáo đồ từ Đông Nam Á tới Vân Nam. Do đóng vai trò cửa ngõ quan trọng phía Tây Nam của Trung Quốc, nên Vân Nam nghiễm nhiên là nơi giao thoa của nhiều loại hình tín ngưỡng. Trong đó có Phật giáo và Ấn Độ giáo, hai nguồn cảm hứng chính cho Đại Hắc Phật Mẫu. Trong phim, tổ tiên gia tộc họ Trần đã thờ phụng bà. Hành động thờ cúng một ác thần đã tạo nên một đại nghiệp chướng cho nhà Trần, buộc họ phải gánh vác nó từ đời này qua đời khác. Điều này khiến họ chuyển đến sống biệt lập trên núi, nhằm giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng của bà. Tại đây, Trần gia tộc trấn yểm ác thần trong một địa đạo lắt léo với đầy gương và chỉ một lối ra nhỏ bé. Sự lắt léo làm Đại Hắc Phật Mẫu gặp nhiều khó khăn khi tìm đường trốn thoát. Còn trong quan niệm phong thủy, gương có tác dụng điều chỉnh sự vận động của khí thông qua phản xạ, thường được sử dụng để xua đuổi ma quỷ. Vì vậy, chúng được giải rác trong địa đạo nhằm góp phần hóa giải, phân tán sức mạnh và đánh lạc hướng Đại Hắc Phật Mẫu. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để làm dịu đi cơn thịnh nộ của bà. Họ cần thường xuyên hiến tế cho Đại Hắc Phật Mẫu. Ngoài việc cống nạp những bộ phận cơ thể như răng, tóc hoặc tai, thì Trần gia tộc còn phải hiến tế cả mạng người. Tại Trần Gia Trang, có một cô bé cụt tai được sử dụng làm đồ ăn cho ác thần. Sáu năm trước, trong sự kiện chính trong Incantation, Lý Nhược Nam, A Đông và A Nguyên đã có mặt tại Trần Gia Trang để quay video cho kênh Săn Ma của họ. Ba người có mặt đúng lúc Trần Gia chuẩn bị hiến cô bé cho Đại Hắc Phật Mẫu. Một chi tiết cực kỳ quan trọng nữa liên quan đến ác thần, đó là câu chú. Nhẩm trong đầu hoặc đọc thành tiếng, câu chú này đều có hiệu nghiệm. Nghĩa của câu chú này là họa phúc tương y, tử sinh hữu danh, hay tôi đồng ý chia sẻ lời nguyền, hiến dâng tên họ.
Sử dụng chú nguyền này cùng với biểu tượng đại hắc Phật mẫu sẽ giúp phát tán lời nguyền tới người lạ như một loại virus. Càng nhiều người biết đến bà và biết càng nhiều về bà, thì sức mạnh của lời nguyền càng giảm đi đối với những người đang phải hứng chịu. Nếu bạn đang băn khoăn rằng nếu số lượng người dính tới nguyền tỷ lệ nghịch với mức độ nghiêm trọng của nó, thì tại sao Trần gia tộc không đem đại hắc Phật mẫu đi tứ xứ để nhẹ nợ? Câu trả lời hợp lý nhất là rất có thể họ đã từng thử làm như vậy rồi. Nhưng phát tán thì không diệt trừ được tận gốc cái ác. Và đến cuối thì những người mang họ Trần luôn phải lời nguyền lâu nhất, đồng nghĩa với việc phải chịu nhiều tai ương, dày vò nhất. Vì thế, họ lựa chọn tìm cách trấn yểm đại hắc Phật mẫu và sống chung với lũ, hạn chế tối đa tiếp xúc với người lạ. Được biết, ác thần trong phim 100% là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thậm chí, phần lớn kinh phí sản xuất đã được dành để tạo ra những đại cụ tại Trần Gia Trang, đặc biệt là bức tượng này. Những ai từng đọc qua về Phật giáo hay Ấn Độ giáo hẳn sẽ nhận ra nhiều chi tiết quen thuộc. Đầu tiên là cái tên vô cùng hiển nhiên. Phật Mẫu, hay đầy đủ hơn là Phật Mẫu Chuẩn Đề, là một trong 6 vị Quan Âm của Phật giáo. Bà được xem là mẹ của các Phật và được xếp ngang hàng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Điểm tương đồng duy nhất giữa Phật Mẫu và Đại Hắc Phật Mẫu là cả hai đều có nhiều tay. Trong Incantation, một bức tượng Phật Mẫu đã vướng vào bánh xe của nhóm Lý Nhược Nam trên đường đến Trần Gia Trang. Đây có thể là điềm báo từ Phật Mẫu rằng nên dừng lại và quay đầu. Tiếp đến là vế còn lại. Nhiều ý kiến cho rằng Đại Hắc bắt nguồn từ Đại Hắc Thiên Malakala, một vị thần hộ pháp trong Phật giáo và Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, tìm hiểu kỹ sẽ thấy Đại Hắc Phật Mẫu giống Kali nhiều hơn là Mahakala. Trong Ấn Độ giáo, Kali là mẹ của toàn bộ vũ trụ, trong đó có cái chết và sự hủy diệt. Tạo hình của Kali rất ghê rợn, bà có làn da đen hoặc xanh đậm, có mắt trợn ngược, lưỡi thè dài ngoằng. Kali còn có nhiều cánh tay, trong đó có một cái đang cầm thủ cấp, giống Đại Hắc Phật Mẫu. Đặc biệt, Kali còn thường được gọi là Kalimata hay Hắc Mẫu. Trong tiếng Phạn, Kali còn mang nghĩa là người đàn bà của cái chết. Ngoài ra, những cổ tự được Trần gia tộc sử dụng cũng có nhiều điểm tương đồng với chữ Brahmi, một trong những chữ viết lâu đời nhất được sử dụng tại Nam Á, đặc biệt là tại Ấn Độ. Vì vậy, mình cho rằng đạo diễn đã dày công kết hợp những chi tiết khác nhau từ nhiều tôn giáo và nền văn hóa để tạo nên Đại Hắc Phật Mẫu. Trong đó nổi bật nhất có Phật giáo và Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, hiểu về Đại Hắc Phật Mẫu là chưa đủ. Chủ đề tiếp theo ta cần làm rõ là mối liên hệ giữa bà và Lý Nhược Nam. Hay đúng hơn là Đại Hắc Phật Mẫu đã xuất hiện trong câu chuyện của Incantation như thế nào? Và Lý Nhược Nam đóng vai trò gì trong sự có mặt của bà? Một giả thuyết đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ là Lý Nhược Nam đã chủ động cấu kết với Đại Hắc Phật Mẫu để phát tán lời nguyền. Cô nguyện hiến tế con gái mình cho bà từ khi mang thai, nhưng lại bỏ giữa chừng vì tình mẫu tử. Sau khi xem lại phim nhiều lần, mình không hoàn toàn đồng tình với giả thuyết này. Nhược Nam đúng là đã có giao kết hiến tế đoá đoá cho Đại Hắc Phật Mẫu, nhưng rất nhiều bằng chứng cho thấy cô đã thay lòng đổi dạ từ trước khi phim bắt đầu. Không tin ư? Để mình giải thích kỹ hơn nhé. Cụ thể, mọi chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, trong sự kiện đến Trần Gia Trang để bắt ma cùng A Đông và A Nguyên. Lúc này, Lý Nhược Nam đang mang thai với A Đông. A Đông không biết điều này vì Nhược Nam giữ bí mật. Thế nhưng, nhờ mang trong mình huyết thống họ Trần, nên Lý Nhược Nam đã được cho phép tham gia một buổi lễ của gia đình này. Tại đây, người phụ nữ trưởng tộc đã yêu cầu Nhược Nam dâng tên thật của mình lên ác thần, từ đó đưa cô vào phạm vi ảnh hưởng của lời nguyền. Đồng thời, bà cũng yêu cầu Nhược Nam trong tương lai phải hiến tế nốt cả đứa bé trong bụng. Do không nhận thức được ý nghĩa điều mình đang làm, mà Nhược Nam đã đồng ý quy phục Đại Hắc Phật Mẫu, từ đó bắt đầu giao kết với bà. Trong đêm, do tò mò, cả ba lẻn ra ngoài để thám thính. Lý Nhược Nam vào miêu thờ ác thần và được biết mục đích của cô bé của Tai. Cô bị dân làng phát hiện, rồi bị nhốt cùng A Đông và A Nguyên. Một lúc sau, ba người trốn thoát và mò đến địa đạo trấn yểm Đại Hắc Phật Mẫu, nơi họ phát hiện cô bé của Tai đang nằm bất động trước cửa địa đạo. A Nguyên đã tung cửa, vỡ chiếc gương được dùng để phản chiếu địa đạo. Một tiếng trẻ em phát ra từ bên trong, làm A Nguyên và A Đông quyết tâm vào giải cứu. Bên ngoài, Nhược Nam bắt đầu chảy máu từ vùng kín, nhưng không rõ là vì sao. Bên trong, hai người cả gan xông vào địa đạo, ngang nhiên xê dịch mọi thứ được dùng để trấn yểm Đại Hắc Phật Mẫu.
Điều này đã giải phóng ác thần, làm A Đông bị nhập hồn. A Nguyên may mắn thoát khỏi địa đạo, nhưng cũng phải chịu chung số phận. Hành động ngỗ ngược của họ khiến toàn bộ Trần gia tộc đồng loạt hiến mạng mình nhằm ngăn chặn bà. Lý Nhược Nam và cô bé cụt tai là hai người duy nhất may mắn sống sót. Sau sự kiện, Lý Nhược Nam trở về thành phố cùng đoạn băng ghi lại mọi chuyện. Mình không nghĩ cô chủ động phát tán lời nguyền của đại Phật mẫu đâu, mà cho rằng cô đã vô tình làm điều này cơ. Cụ thể, đối tượng đầu tiên rơi vào tầm ngắm của ác thần là cha mẹ Nhược Nam. Họ chết khi đang bàn luận về lời khuyên của sư thầy. Khả năng cao là Nhược Nam đã cầu cứu cha mẹ và Phật giáo. Và vì biết càng nhiều về đại hắc Phật mẫu thì càng gia tăng ảnh hưởng của bà, nên cha mẹ Nhược Nam đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Khi tôn giáo thất bại, Nhược Nam tìm đến chính quyền, pháp luật để bảo vệ mình. Thế nhưng kết cục tương tự cũng xảy đến với hai người cảnh sát xem cuốn băng. Cuối cùng, do không còn biết nương tựa vào đâu, Nhược Nam phải đi điều trị tâm thần, chấp nhận việc bị truất quyền nuôi con trong vòng 6 năm. Trong suốt quãng thời gian này, ký ức về Trần Gia Trang đeo bám tâm trí cô như một con virus. Các bác sĩ tâm thần chỉ phần nào xoa dịu nỗi đau của Nhược Nam, chứ không thể hoàn toàn loại bỏ niềm tin của cô. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho cả bản thân lẫn những người xung quanh, Nhược Nam đã tạo ra phòng thờ Phật để trấn yểm chiếc camera. Tại sao Đại Hắc Phật Mẫu lại tha mạng cho Nhược Nam trong 6 năm ư? Ngoài việc bị trấn yểm, thì vẫn còn một lý do khác. Đối với linh hồn quỷ dữ, Nhược Nam vẫn còn mối nợ mang tên Đoá Đoá. Từ đây, mạch truyện chính của Incantation bắt đầu khi Nhược Nam sắp sửa đón Đoá Đoá về nhà. Ngày đầu tiên đón con về sau 6 năm không gặp mặt, dễ hiểu khi việc đầu tiên mà Nhược Nam làm là dạy cho con cách đọc tên thật. Hành động này đã kích hoạt lời nguyền, khiến đại ác Phật mẫu lập tức xuất hiện và ám Đoá Đoá, hệt như những nạn nhân trước. Biểu tượng ác thần mình nghĩ là do Đoá Đoá tự tay xếp sau khi bà nhập. Bà còn bám theo Đoá Đoá đến tận trường mầm non. Việc chứng kiến những sự việc bất thường này làm sức khỏe tinh thần của Nhược Nam xuống cấp trầm trọng. Cô cũng bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của bà. Trong buổi sáng, Đoá Đoá gặp môi giới bất động sản, khả năng là để bán căn hộ và chuyển đến nơi khác sống. Đoá Đoá một lần nữa bị đại hắc Phật mẫu dụ dỗ. Lần này bà làm cô bé nhảy từ tầng thượng xuống để lấy một con dao. Con dao này được Đoá Đoá dùng cậy cửa căn phòng thờ Phật. Trong đó, Đoá Đoá đã tận mắt xem đoạn băng Trần Gia Trang. Tai nạn này khiến Đoá Đoá dính lời nguyền của đại hắc Phật mẫu, làm bé chết nhanh hơn và về với bà sớm hơn. Đồng thời, vì sự kiện chéo ngoe này mà một lần nữa Nhược Nam mất quyền nuôi con. Thấy vậy, giáo viên mầm non của Đoá Đoá là Tạ Khải Minh đã ra tay giúp đỡ. Họ đem Đoá Đoá đến một ngôi đền nhằm hóa giải lời nguyền. Để giải chú, Đoá Đoá không được ăn uống trong vòng 7 ngày liên tục. Nếu phá lệ, thì không những không cứu được Đoá Đoá mà còn đặt vợ chồng thầy Pháp vào nguy hiểm. Thế nhưng vì thấy bệnh tình con gái ngày một nặng, Nhược Nam đã không thể khoanh tay đứng nhìn và đã cho bé ăn. Trong lúc này, Khải Minh tìm hiểu về đại hắc Phật mẫu, nhưng dính lời nguyền rồi chết. Đoá Đoá ăn xong cũng không khỏe hơn, mà người thậm chí còn thêm lở loét. Nhược Nam thấy vậy, bèn mang con đến ngôi đền của vợ chồng thầy Pháp. Xong tới nơi thì đã quá muộn, họ đã bị lời nguyền phản chết. Đáng nói ở đây là có một câu thoại rất quan trọng. Nhiều người cho rằng câu này ám chỉ kế hoạch hiện tại của Nhược Nam, nhưng mình thì không nghĩ vậy. Với mình, câu thoại này đơn giản là nói về hành động thiếu nhận thức của Nhược Nam tại Trần Gia Trang 6 năm về trước, thứ mà cô luôn tìm mọi cách để quên đi, hóa giải. Sau sự kiện này, Đoá Đoá nằm viện điều trị, nhưng tiếp tục bị đại hắc Phật mẫu thao túng. Cô bé lang thang quanh thành phố và có mặt tại vị trí của bé gái cụt tai từ Trần Gia Trang. Cuối phim, do không còn một tia hy vọng nào, Nhược Nam buộc phải lập ra một kế hoạch vừa nhẫn tâm, vừa thương tâm. Cô sẽ phát tán lời nguyền đến nhiều người nhất có thể, qua video, nhằm giảm sức ảnh hưởng của lời nguyền lên Đoá Đoá. Trong đó, Nhược Nam kể tường tận cho khán giả về đại hắc Phật mẫu, rồi lừa họ rằng
Câu chú nguyền thực chất là một lời chúc phúc, yêu cầu họ đọc nó cùng cô và sử dụng dự ảnh để khiến người xem nhìn vào đâu cũng thấy biểu tượng của quỷ dữ. Cô thậm chí còn đi một bước xa hơn, đấy là trở lại địa đạo ở Trần Gia Trang. Trước khi quay lại, cô cắt nốt cái tai còn lại của bé gái trong nỗ lực làm hài lòng ác thần. Nhược Nam cũng sao chép toàn bộ cổ tự trên người cô bé để biến mình thành vật tế thay cho con gái. Đáng sợ hơn cả là trong video, cô còn bắt khán giả nhìn thấy khuôn mặt thật đầy ám ảnh của đại ác vật mẫu. Cuối phim, kế hoạch của Nhược Nam thành công, sức khỏe của Đóa Đóa bình ổn trở lại, đúng như nguyện vọng của cô. Và vừa rồi là giải thích cũng như giả thuyết của mình về Incantation. Sự thành công của phim khiến mình càng thêm hy vọng rằng một ngày điện ảnh Việt Nam cũng sẽ có một tác phẩm kinh dị found footage như vậy, gần gũi, thân thuộc và lấy cảm hứng từ chính văn hóa lịch sử nước nhà. Vậy còn các bạn thì sao? Khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy sợ hãi nhất phim là gì? Bạn có tin Lý Nhược Nam là người tốt hay không? Cùng nhau thảo luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem hết video và hẹn gặp lại ở các video sau. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.